Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin ở thế cưỡi lưng cọp, ai là cọp cho vượng cưỡi đầy Càng về sau, Đảng Cộng sản Việt Nam càng có nhiều vụ bắt bớ hơn Điều đó cho thấy trò chơi quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một thêm khốc liệt Ông Tập Kinh Bình bên Trung Quốc nhờ chiến dịch đào hồ diệt ruồi và ông đã loại bỏ gần hết những thế lực chống đối ông Và khi đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua, ông Tập tự tưởng thưởng cho mình một nhiệm kỳ thứ ba đó là một thành quả ông có được tại Việt Nam bản sao của chính trị Trung Quốc cũng được lặp lại y như vậy chiến dịch đà hổ diệt ruồi của tập kính bình được ông Nguyễn Phú Trọng cho biến tấu thành chiến dịch đốt lò và nhờ chiến dịch này ông Trọng cũng đã trở thành phe mạnh nhất và ông đã nghiễm nhiên ngồi lại chiếc ghế tổng bí thư ở nhiệm kỳ thứ ba trong khi đó giới hạn nhiệm kỳ của mỗi đời tổng bí thư chỉ là con số 2 được ghi rất rõ trong điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam. Và như vậy, ông Trọng đương nhiên bước lên xé nát tài liệu cũng như quy định của đảng. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan từng dựa vào chính trị và đã bị chính trị sời tái. Như vậy, để duy trì được thể độc tôn, ông Trọng không thể ngừng đốt lò của ông được. Thế lực chống ông ngày càng mạnh lên nếu không tìm được lý do gì để tống những kẻ bướng bỉnh vào lò thì chiếc ghế của ông tổng bí thư của ông cũng sẽ lung lay và mất bất cứ khi nào hiện nay ông nguyễn phú trọng đang nuôi một số lãnh đạo kế thừa nếu không giữ lửa được cho những người mà ông đã chọn mặt cười vàng ấy thì cũng sẽ lung lay nền kinh tế việt nam hiện nay được xây dựng xung quanh quyền lực chính trị các doanh nghiệp tỷ đô ngày nay hầu hết là những người con ông cháu cha của chế độ này chỉ có những người đó mới được đi du học ở đông âu chứ còn cái thường dân thì không bao giờ được như vậy đó là lý do vì sao những đại gia Đông Âu hiện nay đang thống lĩnh nền kinh tế tại Việt Nam. Có thể nói, những người từng học ở Đông Âu có đầy đủ những lợi thế để họ có thể tiến đến thành ông trùm. Thứ nhất là hậu duệ Nếu họ không phải hậu duệ thành phần có công với chế độ, họ không thể đi du học Đông Âu vào những thập niên 80. Thứ nhì chính là trí tuệ. Họ học giỏi mới được cử đi du học. Và thứ ba là biết tạo quan hệ sang các nước Đông Âu và thời kỳ tranh tối tranh sáng chuyển đổi giữa hai thể chế. Họ và hòa vào môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh, sử dụng các thủ thuật móc nối và hối lộ những thủ đoạn bẩn thỉu để làm giàu bất chính. Thứ ba là họ có tiền. Những người này giỏi nhất là dùng tiền mua quyền lực chính trị để tạo lợi thế cạnh tranh cho mình. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang rất quyền lực. Khi các quốc gia Đông Âu như Ukraine dần tiến gần hơn tới phương Tây, các đại gia du học sống ở Đông Âu bắt đầu từ bỏ nơi họ lập nghiệp và trở về Việt Nam dùng tiền mua quyền lực chính trị để làm giàu. Người dân không lạ gì việc man san mua hết mọi cơ quan, báo đài, định giết chết nước mắm truyền thống của Việt Nam. Người ta cũng không lạ gì việc Bộ Công an ra mặt công khai bảo vệ cho Vingroup và Phạm Nhật Vượng. Đó là kết quả của việc dùng tiền bắt chính trị phục vụ cho mình. Tuy nhiên, chính trị là con hổ dữ, đã cưỡi lên lưng nó mà không cẩn thận để ngã khỏi lưng là nó sơi tái, đó là con rào hai lưỡi mà hiện nay ông Phạm Nhật Vượng đang dùng. Vạn Thịnh Phát bao nhiêu năm nay cưỡi lên bộ máy chính trị của thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ bộ máy này mà Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã lớn mạnh thành doanh nghiệp tỷ đô. Tuy nhiên, khi ông Hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải ở vào vị thế bao vây, thế lực Hà Nội đã quật ngã Vạn Thịnh Phát và đang sơi tái tập đoàn này. Đó là bài học không chừa cho bất kỳ đại gia nào đang chơi trò cưỡi đầu quyền lực chính trị để kiếm tiền. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang chơi với cọp giữ. Ông Phạm Nhật Vượng hiện nay đang ở trên lưng con cọp giữ. Con cọp ấy mang tên là Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, con cọp này đang vùng vẫy tấn công loạn xạ và thế thăng bằng của người ngồi trên lưng nó đang trao đảo rất mạnh cũng vì những trao đảo ấy mà mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn ông Vượng bị cấm xuất cảnh từ mấy tháng trước rồi. Cũng không khó để nhận ra rằng ông Phạm Nhật Vượng đang cố giữ thăng bằng cho Vingroup. Tuy nhiên thăng bằng này giữ được bao lâu thì chẳng ai nói trước được. Cho nên nếu một ngày nào đó tin Phạm Nhật Vượng bị ngã ngựa thì cũng không có gì là bất ngờ cả. Trời với cọp thì chưa bao giờ được an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa. Thời báo chấm đê với bản tin Vượng Vin ở thế cưỡi lưng cọp Ai là cọp trò cựa vượng cưỡi đây Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được, được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm đê Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau khi cúi đầu chiếc di ảnh Giang Trạch Dân chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nghiêng đầu đi tới seoul có thể nói hình ảnh ông nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao toàn tay to mặt lớn đến đại sứ quán trung quốc để cúi đầu trước di ảnh của một người đã từng siết cổ dân tộc việt nam đó là một hình ảnh vô cùng xấu xí nếu không muốn nói là khá nhục nhã vai trò là một nguyên thủ quốc gia chưa bao giờ tư thế chư hầu được thể hiện rõ như lần này Trước hội nghị trung ương lần thứ 6 vào đầu tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc có khả năng sẽ bị kỷ luật vì cho rằng vợ ông dính đến việc Việt Á. Nhưng ở kỳ họp đấy, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tay qua nạn khỏi, làm rất nhiều người bất ngờ. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc gần như không có chuyến công du nước ngoài nào trong một thời gian rất dài và các chuyến đi trong nước đều có ông Phan Đình Trạc đi theo để giám sát. Tuy nhiên, sau hội nghị trung ương lần thứ 6 thì ông Nguyễn Xuân Phúc như chim sổ lồng và giờ đây ông có chuyến cung du đỉnh đám đến Hàn Quốc. Đây là hình ảnh cúi đầu đáng xấu hổ. Cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không thể thoát khỏi cái vòng kim cô mà nhà cầm quyền tại Bắc Kinh đã trồng lên đầu họ. Kể từ hội nghị thành đô vào năm 1990, việc này luôn luôn được thực hiện như thế. Và từ đó, các đời Tổng bí thư Việt Nam đều phải đến Bắc Kinh mỗi khi Tổng bí thư Trung Quốc đắc cử nhiệm kỳ mới và chuyến đi vừa qua của Nguyễn Phú Trọng tới Bắc Kinh mới đây chính là một trong những tình huống như vậy. Đã từng có một số quan chức Việt Nam sau khi đi Trung Quốc về thì đột nhiên ngã bệnh. Nhiều người đã không qua khỏi. Ông Trần Đại Quang và Nguyễn Bá Thanh đã mất mạng sau khi đi Trung Quốc trở về và có tin ông Lê Văn Thành cũng đã ngã bệnh sau chuyến đi Trung Quốc. Những điều đó cho thấy phương Bắc đang nắm thỏng lọng thực sự họ muốn siết ai là họ siết được một khi ai đó bị siết thì e là sự nghiệp chính trị của người đó khó có cơ hội tiếp tục tồn tại đây là hình ảnh đầu của ông chủ tịch nước nguyễn xuân phúc được trả về tư thế nghiêng nghiêng quen thuộc khi sánh vai cùng ông tổng thống hàn quốc việc dẫn đầu đoàn tùy tùng là quan chức cỡ bự đến đại sứ quán trung quốc để cúi đầu trước di ảnh giang trạch dân có lẽ đã cho nguyễn xuân phúc một sự an tâm nhất định cho dù hình ảnh trong mắt dư luận xã hội là vô cùng xấu xí và nhục nhã không phải ngẫu nhiên mà quan chức cấp cao của đảng cộng sản chấp nhận cúi đầu trước ngoại bang có ý kiến thì cho rằng họ cúi đầu nước ngoại bang để mua lấy sinh mệnh chính trị cho mình và như thế họ mới có thể an tâm đi tiếp được sau khi cúi đầu trước di ảnh của giang trạch dân ông nguyễn xuân phúc đã đến hàn quốc trong một chuyến thăm cấp nhà nước đầu ông nguyễn xuân phúc đi thường có tật ông Phúc luôn nghiêng đầu về vai phải trong mọi tư thế. Vì thế nên đến Hàn Quốc, ông cũng nghiêng đầu bước đi trông như một anh hề làm dáng trên sân khấu vậy. Có thể nói khi đầu ông Nguyễn Xuân Phúc ở tư thế nghiêng phía bên phải là tư thế ông thoải mái nhất. Tư thế cúi đầu vào ngày 2 tháng 12 thực sự là một tư thế không thoải mái. Cũng giống như các quan định thần ngày xưa, tư thế khom lưng là tư thế không thoải mái nhưng vẫn phải làm để mua lấy sự tín nhiệm hay ít ra là không bị bể trên làm khó đây là hình ảnh khác của chủ tịch Phúc tại Hàn Quốc có lẽ sau khi cúi đầu thì ông chủ tịch nước được phép nghiêng đầu đi bên cạnh tổng thống Hàn Quốc với tư thế thoải mái chưa từng có thoải mái bởi không bị phe khác theo dõi và cấm cản thoải mái vì không phải đi máy bay thương mại như lần sự đám tang của cố Thủ tướng Nhật Bản AB trước đây một bạn đọc đã than vãn với tờ Thể báo chấm đê rằng phải chăng ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nghiêng đầu thoải mái trước di ảnh của Giang Trịch Dân thì có phải hay hơn? Hình ảnh cúi đầu của Nguyễn Xuân Phúc trước di ảnh của ông Giang Trịch Dân chưa chắc làm cho ông biết nhục mà người cảm thấy nhục là người dân Việt Nam vì ông là chủ tịch nước là đại diện cho nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc không có cơ hội lên cao hơn nữa, tuy nhiên ông cũng không thể giữ thái độ trừng mực trước ngoại bang mà lại có thay đổi cúi đầu. Không biết cái cúi đầu của ông mua được điều gì, mua thêm sự nghiệp chính trị cho ông Trăng. E là không thể. Có lẽ ông mua sự an toàn cho bản thân thì đúng hơn. Ở đất nước này, người biết khom lưng cúi đầu thường sống thọ. Có lẽ là như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin sau khi cúi đầu trước di ảnh Giang Trạch Dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nghiêng đầu đi tới Seoul. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de